Hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tôi mong vậy xem này. Có đặt đâu? Em thì cái quần hay cái áo anh Quyết vừa à, anh Công vừa đặt đấy thì có phải chuyển khoản không? Chuyển hết đã thì, đặt chuyển ra. Thế thì sau thì nó đã ship về thì vẫn như thế. Thế đấy. Thế sao đừng nào cho ship về. Nhưng mẹ nó không ship được một quyệt mẹ để mất tiền của thế thôi. Thế anh Công vẫn đang trong tình trạng này đấy còn gì? Nó à, mày có đặt ở đấy đâu, anh đặt TikTok à? Và ai cái trưởng? Bây giờ mình sẽ đi đâu câu hỏi ra. TikTok thì ra cái đó anh tìm được không phải. Thấy đặt trên đấy, thấy đặt cá nhưng mà mạnh nó bắt thanh toán trước rồi chị. Thấy TikTok người sao giờ Shopee nó lại làm ăn như thế nhỉ? Gì vậy? Ui ôi. Em cộng này là 278 thì áp mã hoặc như không rồi. Rồi. Thế là nay anh chỉ áp mã free ship rồi à? Đấy, chứ chưa. Áp vào. Nó vẫn thế. Ui, áp vào vẫn thế. Chị, chẳng nghe cái to không mất tình áp. Cộng là áp mùa luôn, trời máu. Giờ là đặt hàng như to nhỉ? Nghe shop mua nó nhanh. Tiền. Thôi là lên shop thẳng nó tiền lắm. Vậy nó đi đấy mà cắt phá phải rồi. Không được chờ đợi mua là mua luôn. Lên thẳng shop nhiều tiền lắm. Thôi bây giờ thì tiếc. Cái gì? Thử mua một bộ chưa nhé? Thử mua một bộ chưa nhé? Mua một bộ nó thanh toán. Chỉ có thanh toán luôn. Tôi. Xoay đưa tiền cho anh. Đây. Chuyển tiền vào đây, có tiền tài khoản rồi. Vãi trưởng, vãi không có tiền tài khoản. Như vậy giờ mình cứ thương mại. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách tô màu nha. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Mà đây. Nè, đặt trước đi. Bây giờ có tiền tài khoản rồi mình đặt. Đổi ai tiền? Đổi ai tiền thì lên kia mà đổi quay. Lên kia lên kia lên mà đổi quay. Đấy, ấy đi. Chứ anh chịu anh có tiền đâu mà đổi quay. Vãi cái nho à. Thế thôi mà em mượn máy em lên TikTok em xem có gì hay em mua. Ok chứ.
Vậy công lò xo nhé các bạn. Như vậy sẽ cùng mình đến đây kết thúc các bạn.